Công nghiệp xin chào anh chị các bạn đang theo dõi bản tin chứng khoán cuối ngày. Công Diệm view về những cái cổ phiếu có tín hiệu mua bán trong ngày, những cái cổ phiếu tiềm năng để xem xét đầu tư ở trong phiên giao dịch sắp tới. Đồng thời view vào một số những cái thông tin của thị trường và một số những cái thông tin giao dịch về những cái biến động ở trong ngày. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, công Diệm thấy là thị trường thì nó cũng đã có những cái chiều hướng là tuy là giảm điểm nhưng mà cái biên độ giảm của nó cũng ở mức thấp rồi thì như vậy là thị trường thì cũng đang có biến động ở trong một biên độ thu hẹp hơn khi mà những cái tín hiệu ở trong ngắn hạn của uh, chỉ số index thì ở đây là nó vẫn đang tích lũy ở trong những cái vùng biên độ Bollinger Band nó đang thắt chặt rồi thì uh, hiện tại thì với cái Bollinger Band uh, đồ thị H1 thì nó đang có chiều hướng là gần với biên trên hơn nên là cũng hy vọng rằng uh, với uh, thị trường chung chỉ số index này nó có chiều hướng tăng lên để mà vượt qua được những cái vùng kháng cự ngắn hạn thì khi đó thì chúng ta có thể kỳ vọng được là với thị trường thì nó có chiều hướng tích cực hơn Để còn hiện tại thì vẫn chưa có những cái chiều hướng tích cực mà vẫn đang thiên hướng là ở đây là nó vẫn có chiều hướng là chưa vượt qua được những cái vùng kháng cự thì vẫn xét là giai đoạn này thì nó gần như là tích lũy theo cái chiều là tiêu cực là nhiều hơn và đây trong những cái tín hiệu ngắn hạn thì uh, trong đồ thị uh, gọi là 3 phút mới cả à, đồ thị m uh, 15 là 15 phút thì nó đang có chiều hướng là Bollinger Band cũng thắt chặt và đang có gần biên dưới thì như vậy là có thể là trong cái phiên tới thì nó vẫn thiên hướng là nó sẽ giảm test trở lại những cái vùng giá ở bên dưới nếu mà test lại thành công mà không bị áp lực bán tháo thì khi đó là với thị trường chung thì có thể là sau khi test xong thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng là thị trường sẽ quay trở lại để mà À, tăng điểm tiếp nhất là khi mà vượt qua những cái vùng kháng cự ở quanh những cái vùng 1 chín 1.198 là công nghiệm là làm tròn là nó vượt lên được vùng 1.200 điểm thì khi đó thì chúng ta có thể kỳ vọng thị trường tích cực hơn và đó là thời điểm chúng ta có thể xem xét trở lại mua với cổ phiếu để có thể kỳ vọng tiếp tục với thị trường tăng điểm tiếp diễn thì còn ở đây thì cũng có một số những cái cổ, cổ phiếu mà có cảnh báo về tín hiệu mua và bán ở trong ngắn hạn thì hôm qua thì công nghiệm cũng có lọc ra một số những cái cổ phiếu để lưu ý với anh chị các bạn rồi. thì hôm nay thì công nhiệm tiếp tục lọc. thì trong hôm qua thì nó cũng có một số những cái cổ phiếu mà công nghiệm lưu ý là nó có tín hiệu đẹp. ví dụ như là CTR chẳng hạn. thì trong một vài phiên vừa rồi thì nó có tín hiệu đẹp và đang có những cái tín hiệu hôm nay thì nó có tín hiệu theo xu hướng sau đó nó tăng chuẩn ngay lập tức. Thì còn ở đây thì trong hai phiên vừa rồi thì công nhận lưu ý với Vinamilk là cổ phiếu mà nó đang có trạng thái uh, tích lũy khá là chặt và đang có chiều hướng là uh, đang có tín hiệu mua được xu hướng rồi nên cũng kỳ vọng là giai đoạn tới nó có thể tiếp tục tăng giá tiếp hay là HCD cũng là cổ phiếu mà nó có đã tín hiệu ngắn hạn và cũng đang trong một nền giá và kỳ vọng nó có chiều hướng là tiếp tục tăng giá tiếp. thế còn trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng có một số những cái tín hiệu của các cổ phiếu thì ở đây đầu tiên là cổ phiếu ORS thì tôi nhận thấy là nó cũng chưa được một cái nền giá tích lũy ổn và để mà tạo được những cái tín hiệu theo xu hướng thì nó cần vượt đỉnh nên là đoạn này có vẻ là để vượt đỉnh ngay được thì nó hơi khó hôm trước nó đã có tiền vào lớn vào mà nó còn không vượt được đến đoạn này nó mới điều chỉnh như vậy thì khả năng vượt được cũng không cao tiếp đến là một số cổ phiếu khác như là 14 thì nó có tín hiệu bán ngắn thì hôm vừa rồi nó cũng quay ở trở lại nó có tín hiệu mua nhưng mà tôi nhận thấy nó không đẹp và trong nền giá rộng như này thì cũng chưa xem xét mua được Tiếp đến là NSS cũng là cổ phiếu mà đã điều chỉnh giảm và quay ngược trở lại nhưng mà tín hiệu này thì cũng chưa tích lũy lên ổn. Ít nhất chúng ta phải xem xét nó tích lũy lên ổn và biến động trong một biến độ thu hẹp dần sau đó có điểm mua thì thời điểm đó thì chúng ta sẽ xem xét cái cơ hội nó được một cái sóng lớn. Tiếp đến là KDC, ở đây thì cũng có tín hiệu mua nhưng mà không đẹp này. HHP thì có tín hiệu bán thì ở đây HSP này kể cả có tín hiệu bán như giai đoạn sau này nó có thể quay ngược trở lại có tín hiệu mua mới thì chúng ta vẫn xem xét được vì bản thân ở đây nó cũng đang duy trì trong một cái lệnh giá uh, biến động ở trong biên độ hẹp rồi tiếp đến là DPR hôm nay để có tín hiệu mua nhưng ở đây là để có tín hiệu theo xu hướng này nó cần phải vượt qua cái vùng đỉnh 65 này hiện tại 62 thì như vậy là điểm mua như vậy là hơi với trong nhóm cổ phiếu về bất động sản khu công nghiệp thì có SIP là cổ phiếu mà công nghiệp đánh giá là À, đang có những cái cơ hội để chúng ta xem xét ở trong một vài phiên tới rồi thì thường là những cái điểm mua này là điểm mua một phần 2 sau đó thì chúng ta chờ để mua theo xu hướng là gia tăng tiếp đến là DHC DHC ở đây mà để có tín hiệu mua theo xu hướng được vượt qua 41 hiện tại 39.9 coi như là 40 à, vượt được thì khoảng một giá nữa thì ở đây thì cũng có vẻ là cũng chưa ổn nên nó cần phải chờ thêm này HAG thì cũng cảnh báo bán hôm trước để quay ngược trở lại có dòng tiền nhưng mà tăng 5,6% nhưng ở đây thì chúng ta vẫn thấy chưa có nền giá ổn và biên rộng như này thì cái cơ hội thì nó cũng chưa có nhiều. Ctg thì có tín hiệu bán này, agr thì có tín hiệu mua nhưng biên này khá là rộng, có thể test đỉnh nhưng mà để mà vượt qua được thì cái xác suất nó không cao và những cái cổ phiếu mạnh ở đây thì trong nhóm ngành chứng khoán này nó hiện tại nó chỉ được cổ phiếu như ssi hay là vnd thì khả năng nó còn vượt được. Ctg thì ở đây thì nó vượt rồi trong hôm nay nó có tín hiệu mua theo xu hướng. DGC hôm nay thì cũng tăng mạnh và có tín hiệu theo xu hướng thì cũng vượt lên thì chúng ta sẽ chờ nó test lại giai đoạn sau này chúng ta mua thì cũng vẫn chưa muộn đất xanh cũng vậy thì nó sẽ có chiều hướng là test lại nền dưới ở giai đoạn sau này chúng ta xem xét mua Vinamilk thì kể cả vùng giá này thì cũng mua được hoặc là chờ test lại mua thì cũng phù hợp thì đó là một số những cái cổ phiếu mà có tín hiệu mua bán trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thế còn đến với những cái cổ phiếu mà cập nhiệm lọc ra để xem xét về những cái cơ hội tham gia mua thì hiện tại thì cũng cho vào list theo dõi những cái cổ phiếu à, cũng có khá nhiều như ở đây thì công nghiệm đang à, kỳ vọng những cái cổ phiếu này nó dễ tạo những cái tín hiệu theo xu hướng hơn một số những cái cổ phiếu khác cũng có nhưng mà để mà tạo được tín hiệu theo xu hướng thì nó cần phải vượt qua cái vùng đỉnh mà vùng đỉnh của nó thì hơi xa nên là công nghiệp có lọc lại và tìm kiếm những cái cơ hội làm sao mà cái vùng đỉnh của nó gần thôi để nó dễ dàng vượt được thì khi đó thì chúng ta xem xét về cái chiều mùa ở giai đoạn này nó sẽ được ổn hơn tia tại Lovaland, DIG, đất xanh rồi phát đạt à, VLD rồi đến cổ phiếu gas này rồi phú tài DGC rồi HCD này Vinamilk rồi QLS nữa QLS ở đây thì nó tích lũy một vài phiên nữa thì đây là đang trong nền giá rồi chúng ta có thể chờ đợi những cái thời điểm nó test về những cái nền bên dưới cũng như là có thể về ngay cái hỗ trợ ở đây là vùng giá 47.3 thì chúng ta cứ mua ở khoảng nơi tầm 47.5 47.7 thế giới số này cũng nằm trong cái list cổ phiếu mà công nghiệp đang cho vào list để chúng ta kỳ vọng là sau khi nó có điểm mua ngắn hạn sớm thì chúng ta sẽ xem xét tham gia mua khi mà nền giá nó ổn nó giống như là CTR ở đây thì nó quay ngược trở lại nó có tín hiệu nhưng mà nó duy trì được một cái nền giá ổn một vài phiên cái là nó chạy được ngay lập tức thế nên là thành ra là những cái tín hiệu này đang xem xét những cái cơ hội là như vậy ngoài ra thì có thêm KBC nữa thì nó cũng đang có nền giá đây thì một vài phiên nữa để cái nền giá nó ổn hơn thì nó rất dễ chặt nên là đây là những cái thời điểm mà chúng ta có thể xem xét để, để tìm kiếm những cái điểm vào với KBC này hiện tại hỗ trợ của nó là vùng 30.4 hiện tại giá 31.6 thì như vậy nếu mà trường hợp chúng ta có mua quanh giá 31.5 thì nó cũng an toàn về cái mặt điểm cắt lỗ với cổ phiếu nếu mà trường hợp nó phá xuống bên dưới nhất là về 29.5 ví dụ chúng ta mua 31.5 mà về 29.5 là hai giá hai giá thì để biên độ cắt lỗ của nó rơi vào 6-7% Thì có thể kiểm soát được Ngoài ra để có SDP cũng nằm trong cái list mà công nhiệm cho vào theo dõi để Xem xét về cái mặt điểm mua ở trong cái giai đoạn này khi mà nền giá nó đang duy trì được Thì đó là một số những cái cổ phiếu tiềm năng để chúng ta có thể xem xét đầu tư trong cái phiên giao dịch ngày đầu tuần Còn giờ công nhiệm sẽ chuyển sang view một chút với những cái thông tin giao dịch cơ bản Của ngày hôm nay trong phiên giao dịch ngày hôm nay và những cái thông tin trên mặt báo. Thì ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay, hiện tại chỉ số VN-Index thì đang đóng cửa ở 1183.37 điểm, giảm 6.02 điểm và giảm 0.51%, thanh khoản giao dịch là 20.350 tỷ. với ngoại bán dòng 811 tỷ với sàn OC. Sàn Hx thì giảm 0.33 điểm, giảm 0.14%, thanh khoản giao dịch là 1 nghìn tỷ. khối ngoại mua dòng hơn 10 tỷ với sàn HNX. Sàn upcom thì kết phiên thì tăng 0,16 điểm mà tăng 0,18% với thanh khoản giao dịch là 721 tỷ. Với ngoại thì à, bán dòng với sàn upcom là hơn 31 tỷ. Thì ở đây tổng cái mức giao dịch cả ba sàn hôm nay ở đây là 20 đến là 21 này, 21 22 như vậy là gần 23.000 tỷ. Còn khoảng đâu đấy là 180 tỷ nữa là à, rơi vào khoảng đầu đấy là tầm rơi vào tầm là gần một phiên giao dịch tỷ đô ấy hiện tại thì thị trường thì phiên ngày hôm nay thì cũng đang có chiều hướng là về cái dòng tiền về cái dòng tiền ở đây thì nó cũng cân bằng đó là chiều hướng là vẫn còn đang à, hai bên là đang đấu đá nhau chưa ngã ngũ về à, những cái tín hiệu theo xu hướng hiện tại nó cũng chưa xác nhận tín hiệu tiếp diễn xu hướng để mà tiếp diễn được những cái tín hiệu theo xu hướng để viên tích thì cần vượt qua 1.200 điểm thì hiện tại thì chưa còn về những cái nhóm ngành mà à, hôm nay đang à, có những cái chiều à, tăng điểm tốt như là biện thông này, dịch vụ tài chính là nhóm chứng khoán, công nghệ thông tin, thực phẩm đồ uống hóa chất, hàng cá nhân và gia dụng rồi bán lẻ y tế, truyền thông, xây dựng và vật liệu xây dựng thì nó cũng chỉ tăng nhẹ thôi. ở đây thì giảm nhẹ thì có nhóm dầu khí mạnh hơn thì có nhóm hàng hóa dịch vụ công nghiệp này, đầu tư chứng khoán, phi chứng khoán, điện nước, xăng dầu khí đốt, bảo hiểm, du lịch giải trí, ngân hàng, ô tô phụ tùng, bất động sản tài nguyên cơ bản là nhóm ngành thép để hôm nay giảm điểm. Thì hiện tại thì với giá của Vendex thì đang 1183, nó vẫn đang nằm ngay trên cái đường MA50. Nên là về trục dài hạn thì vẫn còn là kỳ vọng được với thị trường chung. Còn về khối ngoại thì hôm nay bán dòng khá là mạnh này. Trong giai đoạn gần đây thì bán nhiều hơn mua. với tự doanh thì giai đoạn ngắn hạn gần đây thì mua nhiều hơn bán. Còn về những cái cổ phiếu trụ ảnh hưởng lớn đến điểm số trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì ở chiều tăng thì có những cái cổ phiếu như là DGC, SAB, FPT, VLD, CTR, EIB, Đất Xanh, Vĩnh Hoàn, Vinamilk, SGS. Trong khi đó ở chiều giảm ảnh hưởng từ Vinhome này, Vietcombank, BID, CTG, VEC, Hòa Phát, VPBank, GAT, STB và VZE Thì đó là một số những cái thông tin giao dịch cơ bản của thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì ở đây trong hôm nay thì trên mặt báo thì cũng có một vài những cái thông tin thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường. Thì ở đây thì về cái thông tư 10 thì ở đây thì cũng đang có ra rồi thì ở đây thì nó cũng chủ yếu là giúp cho những cái doanh nghiệp bất động sản thì nó gọi là tạm thời là ổn oh, chứ không gọi là đến mức bi đát quá. Thế còn để mà tăng trưởng trở lại thì nó sẽ cần phải mất nhiều thời gian. Thế nên là nhóm cổ phiếu bất động sản ở đây thì dĩ nhiên là trong ngắn hạn thì nó cũng chưa uh, nhiều cổ phiếu tăng về điểm cân bằng về trung dài hạn nên vẫn còn dư địa để tăng thêm một chút. Thế còn bản thân là về uh, một cái chen dài hạn của những cái cổ phiếu bất động sản này thì dĩ nhiên là nó sẽ vẫn còn ở giai đoạn sau trong năm sau. Thế còn trong năm nay thì có thể là uh, tăng thêm một chút nữa để sau đó để tiếp tục quay trở lại điều chỉnh. Thế còn ở đây thì uh, À, cũng có những cái thông tin là đến uh, mùa cao điểm thì tàu vận chuyển container thì đang đứng chơi đầy bên ngoài cảng ở châu á thì ở đây thì uh, giai đoạn này thì các bạn biết là với uh, những cái thông tin như này uh, với cái nền kinh tế của trung quốc thì cũng đang có chiều hướng là không được ổn định thế nên là giai đoạn này uh, về cái cung cầu của thị trường uh, khi mà suy thoái những cái kinh tế của châu âu với cả mỹ thì uh, nó cũng ảnh hưởng lớn đến những cái doanh nghiệp về sản xuất thế nên là khi mà những cái doanh nghiệp sản xuất ở giai đoạn này không xuất khẩu được nhiều thì uh, những cái việc mà những cái tàu vận chuyển này thì nó đứng chơi thì là cũng điều đúng. Và ở đây thì giai đoạn này những cái cổ phiếu về vận vận tải ví dụ như là GMD, HAH, VOS, một vài những cái cổ phiếu khác nữa thì nó đang có chiều hướng là coi như là cái sóng tăng nó kết thúc rồi và nó đang có chiều hướng là chuyển sang những cái xu hướng giảm ngắn, có nghĩa là sóng tăng ngắn hạn thì kết thúc mà ở đây là đang giảm ngắn hạn và đang khởi đầu, ở đây là hồi lên hồi lên ở đây thì coi như là vẫn xác định là cái xu hướng của nó hiện tại thì vẫn đang duy trì ở xu hướng giảm hồi lên không được mà giảm thì nó có thể là tiếp diễn cái xu hướng giảm thì như vậy là cái điều không tích cực với nhóm cổ phiếu về vận tải cảng này và rất nhiều những cái nhóm ngành khác thì cũng đang có chiều hướng tương tự như vậy à, thế nên là giai đoạn này của thị trường thì chúng ta vẫn kỳ vọng là hy vọng rằng là vẫn thu hút được cái dòng tiền vào để nó quay trở lại tiếp diễn xu hướng để chúng ta có thể tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư nhưng mà trường hợp mà xấu quá thì đoạn vừa rồi để công nghiệp cũng view anh chị bạn thoát ra với cổ phiếu khá nhiều để chúng ta có thể là nắm giữ tiền chờ đợi những cái cơ hội mua trở lại với cổ phiếu ở trong những cái vùng giá sâu hơn Thế còn ở đây nếu mà trường hợp mà nó có chiều hướng tích cực trở lại tiếp diễn được cái xu hướng tăng thì khi đó thì chúng ta có thể là là tìm kiếm những cái cơ hội điểm mua tiền hình như là những cái cổ phiếu như Uh, CTR đoạn vừa rồi chẳng hạn là là cổ phiếu mà nó sau khi mà nó có chiều hướng là nền giá ổn thì nó đã quay ngược trở lại thì bắt đầu là chúng ta có thể kỳ vọng là nó tiếp diễn xu hướng thì chính cái phiên này là những cái phiên tín hiệu sớm để chúng ta xem xét thì còn những cái phiên sau đó ví dụ như hôm nay thì nó cũng có chiều hướng tăng vượt qua cái đỉnh này nó có tín hiệu theo xu hướng rồi nên là với tín hiệu thì công nhận thấy là uh, giai đoạn này thì cũng có cơ hội nhưng mà nó đang chiếm số ít và ở đây thì cũng chỉ có một vài những cái cổ phiếu như này là công nhận thấy ở cửa sáng thôi nên anh chị bạn chúng ta có thể xem xét những cái cổ phiếu này để chúng ta à, tìm kiếm những cái điểm mua trong một vài những cái phiên giao dịch đầu tuần. Thì đó là một à, cái bản tin ngắn để anh chị bạn có thể à, nắm bắt được, là tổng quát một phiên giao dịch và tìm kiếm được những cái cơ hội đầu tư. Cũng như là khi mà tìm kiếm được những cái cơ hội đầu tư rồi thì công nghiệm sẽ view vào những cái tín hiệu, à, cổ phiếu có tín hiệu mua bán trong phiên để anh chị bạn chúng ta có thể biết được cái cổ phiếu mà chúng ta mua thì nó có những cái tín hiệu bán khi nào để cho bạn có thể xem xét uh, bán ra ở trong những cái thời điểm nó uh, trong những cái phiên mà nó có tín hiệu bán hoặc là ngay sau đó rồi công nghiệm rất là cảm ơn anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi video này hi vọng rằng với những cái video này sẽ giúp anh chị bạn chúng ta uh, có được những cái cơ hội đầu tư mua bán ở trong những cái vùng giá phù hợp uh, anh chị các bạn thấy hữu ích thì nhớ để lại ủng hộ công nghiệm và đội ngũ của team ITP Những cái lượt uh, like video cũng như là những cái lượt đăng ký kênh Còn anh chị nào mà hiện tại chúng ta đang có ý định tham gia đầu tư chứng khoán Hoặc là chúng ta đang đầu tư chứng khoán rồi nhưng mà chúng ta chưa tìm được những cái phương pháp đầu tư Cũng như là chưa tìm được những cái người tư vấn hướng dẫn uh, Giúp anh chị các bạn chúng ta có được những cái kế hoạch đầu tư uh, phù hợp Để cho bạn có thể liên hệ với công nhiệm để mà tài khoản giao dịch hoặc là chuyển ID về giao dịch dưới ID tư vấn và công nghiệp bên công ty chứng khoán VPS là 9342 công nghiệp là xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn trong những cái buổi livestream và trong những cái video tiếp theo.